đại ca, em cũng đói lắm đại ca. Tao cũng đói lắm hai thằng mày ạ. Sao đang ăn trộm ngon thế mà đại ca lại bảo bọn em nằm bất động là như thế nào ạ? Đúng thế, hết tiền, không có cái gì nhí nhép mà mồm, đói lắm. Đúng đấy ạ. Mà không tại mày cơ. Hôm nọ ấy, mày quẳng cái dây thòng lọng này vào cổ thằng béo. Đến bây giờ đội đấy có khi nó đang đi rình mình ấy. Cho nên là không manh động được. Nhưng đói chết, chẳng em mình không được manh động ạ. Đại cao, nhà này không có ai nhà. Hãy đại cao cho chúng em vào lục lấy cái để ăn nhá. Thôi bây giờ thế này nhá. Thống nhất ấy là vào chỉ ăn trộm hoa quả thôi. Để lỡ bị bắt ấy thì tội nó còn nhẹ. Hả? Lên. Ừ, được ạ. Xin đi cây bành răng à? Mày ngày nào cũng xin hết rồi này, tao ngồi tao nặn cho ít. Chưa gửi tiền lên, đòi thôi mồm. Mày gói gì mà thơm đấy? Đói không? Đói. Ăn không? Ăn. Dạ đấy. Tiền. Ăn đi. Còn món ngon đấy. Mày ăn thế thì hay ăn cùng. Cơm của ai? Cơm của mày. Vậy thì ăn đi, đòi hỏi cái gì? Thật đi.
đã đói còn chưa. Bà ấy lùa, mệt quá. Mệt quá đại ca. Đại ca hay điên quá. Đã chả lấy được cái gì thì còn bị đuổi. Mày có hái được quả gì ăn không? Em chả hái được quả gì. Tổng quân kêu, có hái được quả gì ăn không? Có chứ đại ca. Đâu? Vừa lấy bà ấy đuổi em, tranh thủ em có hái được. Đi 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 hết đây này. Ơ nhỉ, quả mít nó cứ dính chặt vào tay thế này, khó chịu quá. Chẳng lẽ cứ đeo quả mít đến lúc nó chín à? Sang đây giúp đại ca, nhanh. Đại ca để bọn em. Anh đau đại ca. Đại ca, em có cách rồi. Cái gì? Bổ mít. Bổ mít. Đây đây đây. Đấy à. Cẩn thận. Cẩn thận, cô ta đã chạy thằng này. Đại ca, yên tâm. Nguy hiểm quá. Đại ca, cứ yên tâm, phải tin tưởng vào tay nghề của con tư. Cẩn thận phạm quá. Ngon nhỉ. Đấy. Xong rồi đại ca. Còn miếng này. Ủa đại ca. Ngon như đại ca. Tao bắt được quái thằng rồi nhá. Đây rồi, bà tóm được mày rồi đi. Mày em cắt của bà. Không phải cháu. Hai thằng kia. Thằng kia nào. Cháu không cần. Đi. Cháu cái gì. Không phải cháu. Cháu cái gì. Đi. Đứng lại. Bệnh xương khớp của bà lại tái phát nhá. Hôm nay nhá, bệnh của bà không tái phát nhá. Mày có chạy bằng mắt nhá. Thôi, bà lấy được cái áo được rồi. Mày chạy vào đâu? Dùng cái kem tắm trắng của Nazi Beauty này á, da tao cứ mềm mịn như da em bé. Mày nhìn da tao đây này, đến bạch tiết còn phải hờn ý. Chào hai cô em xinh đẹp. Ôi, em cầm lên. Hai em có thấy cái đội phản ứng cực nhanh của anh nó lảng vảng vật vờ quanh đâu đây không? Không ạ. Cái bọn này làm ăn ỉ ạch quá. Mình là người có của cái no nơm nước. Em nghe các anh ấy bảo là lập hội cho vui ấy ạ. Vâng, các anh bảo là thành lập hội để lấy cúc em nhậu đây anh ạ. Có việc rồi. Ôi, này? Chú Cường tỷ phú đại gia đồ cổ thật đấy rồi. Đây, một tặng công đức vào nhà nó. Tôi vừa gặp bọn trộm. Cái gì? Trộm ở đâu hả cô? Trộm ở trong vườn trọ nhà tôi. Sao không tóm lấy chúng nó? Tôi tóm được một thằng. Nó đâu? Tôi tóm lấy xong rồi. Lấy được mỗi cái áo. Cô tóm được cái áo này là còn hơn hẳn cái đội phản ứng nhanh của anh Cường Đinh nha. Ở đây chả làm được cái gì sao? Đấy, cái đội đấy phải gọi là biệt đội siêu ăn hại mới đúng không ạ? Đúng. Mặc dù trong vụ bắt trộm vừa rồi Mũ Xuyến không tóm thằng nào, nhưng mẹ tóm được thằng Doraemon. Và chính cái thằng Doraemon này sẽ là bằng chứng hùng hồn để chống lại bọn trộm. Đúng. Tôi xin tuyên dương Mũ Xuyến trong vụ bắt trộm vừa xong. Thưa tỷ phú đại gia Cường Đinh, em có ý kiến ạ? Em cứ nói, cháu cứ phát biểu. Đội phản ứng cực nhanh thành lập đã lâu nhưng mà chưa bắt được tên trộm nào cả. Trong khi đó là bà Xuyến lại đa mưu túc trí. Em đề nghị bác là giao cái việc bắt trộm cho bà Xuyến. Thôi. Tôi làm cái việc này á, tôi không có công danh mấy chức tước gì đâu. Tôi chỉ muốn là phục vụ xóm làng thôi. Nhưng mà cháu Hoa với cháu Hồng nói thế thì tôi xin nhận đấy. Cháu Hoa nói cũng đúng, mà em Hồng nói cũng phải. Bây giờ như thế này nhá, tôi quyết định Mụ Xuyến sẽ làm đội trưởng của đội phản ứng nhanh. Toàn bộ đội phản ứng nhanh dưới quyền của Mụ và toàn bộ kinh phí hoạt động của hội giao hết cho Mụ. Mụ có ý kiến gì không? Tôi có ý kiến ạ. Cái kinh phí mà trong lúc nhàn rỗi tôi cho cái bọn nó thuê trọ ấy, nó vay lãi được không ạ? Sao lại kinh phí này cho đi vay lãi nhỉ? Rồi, đau quá. Nói thật với chú nhá, hôm nay mà cái khớp xương của tôi mà nó không tái phát á, tôi bắt được cả ba thằng cho chú. Xương khớp thì còn làm sao mà đi bắt trộm được nữa chứ. Đấy, các loại mà tôi uống mãi rồi nó cứ trơ, nó không khỏi. Đại Mụ tìm chưa đúng chỗ thôi. Mấy em nữa tôi tặng cho Mụ một ít rèn ấy.
cái để được hỗ trợ bắt trộm à? Nó là dùi cui hay là khóa số 8? Không, gen S là đả thông kinh lạc, trừ phong tê thấp, đặc biệt dành cho người xương khớp như mụ đấy. Ôi trời ơi, hay quá. Chú mà cho tôi cái mà tôi mà khỏi à, có bao nhiêu trộm ở làng này tôi bắt hết. À, chú cho hai đứa này, nó là tay sai cho tôi nhá. Đi bắt trộm thì phải có đồng minh chứ. Tôi sẽ mua đứt bản quyền hai em này, bàn giao cho mụ, được chưa? Ok, triển khai ngay. Mày à, ui tên đẹp cả, bừng mũ béo chạy chạy khỏe nhở. Thằng Dũng híp, áo đâu Dũng mặc vào? Thì có mỗi một cái áo, mụ già mụ lấy mất rồi. Em định quay lại xin, nhưng mà ngại. Mày điên à? Quay lại để mà chết cả lũ à? Mà đại ca ơi, em chả hiểu nữa, cái mụ già ấy mặc có vừa áo của em không mà mụ cứ giằng bằng được. Em phải giằng co mãi mới chạy ra đến đây đấy. Làm nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào nhỉ? Mày lừa đi thôi, trông hết cả mặt. Hai chúng mày lừa đi thôi, trông hết cả mặt. Đại ra ca nhỉ? Đây rồi. Đại ca làm gì đấy ạ? May áo cho mày chứ làm gì nữa. Đó đấy. Người ta đây. Đẹp đại ca. đẹp hơn áo trước đại ca. Mày cẩn thận nhá, bà bắt được bà lấy tiếp ấy. Lần này tao cảnh giác rồi, còn lâu mới mất. Đại ca nhỉ. Mà tao thấy ấy, bây giờ đâu người ta cũng cảnh giác với bọn trộm chúng mình, khó làm ăn quá. Thế làm thế nào bây giờ đại ca? Ăn trộm tiếp hả đại ca? Không phải ăn trộm mà là ăn cướp. Ăn cướp. Bây giờ thế này nhá, tao sẽ tổ chức một vụ cướp kinh điển chưa từng có từ trước cái này. Ở đâu hả đại ca? Ngay tại đây. Tại đây ạ? Chỗ mày đang đứng ấy. Nhưng đại ca, em lại sợ bị bắt như vừa lẫy. Nào cũng sợ. Cướp ai hả đại ca? Cướp bất kỳ ai đi qua cung đường này. Hả? Hai thằng mày, cầm một đầu sợi dây sang bên kia. Đi đi. Báo cáo sếp Phiến ạ, sở dĩ là hai chị em đến muộn là vì sang nhà anh Cường Đinh để lấy gen ép về cho sếp đấy ạ. Gen ép à? Úi dồi, cái này chữa khớp à? Úi dồi, chứ thì tốt quá. Này, tôi mà khỏi nhá, tôi đi thi điền kinh chứ không phải ở đây mà lùa trộm. Đây là bác ấy gửi cho bác để bác điều trị để yên tâm công tác đấy ạ. Hay quá, tôi xin tuyên bố nhá, từ nay trở đi đội của chúng ta là đội phản ứng cực kỳ nhanh. Này, các mụ tập hợp ở đây có bị gì không? Mà này, đội gì đấy? Đội gì? Vinh cám đấy à? Từ nay trở đi nhá, tôi là sếp của các ông. Các ông chỉ là lính của tôi thôi. Ồ hay, cái đội này là tôi đã bao nhiêu công hiến ở đây rồi. Thứ hai là tôi vào tù ra tội vì cái đội này mà anh chỉ đạo việc này. Dạ, là đại gia tỷ phú đồ cổ thật, Cường Đinh ạ. Bác Cường Đinh mà bác ấy quyết định thì bọn em phải nghe răm rắp. Thế nào hả bác Minh Cám? Bác Cường Đinh à? Ý kiến bác Cường Đinh thì tôi phải theo thôi. Bắt đầu nhá, chúng ta họp nhá. Các ông ngồi xuống. Thế bây giờ thế này, cái áo này bắt được trộm, bây giờ theo ý của các ông thì chúng ta xử lý thế nào? Nhìn cái áo đẹp ra phết, mang về giặt sạch mình dùng đẹp phết. Theo tôi, cứ cầm cái áo về làm kỷ niệm, biết đâu sau này bọn trộm thành nổi tiếng. Thế ý kiến của Minh Cán thế nào? Ý kiến gì? Báo cáo, tôi chả báo cáo gì cả. Này, thằng Đức Ốc, thằng Thắng Dơ, nó còn có ý kiến. Ông không có ý kiến nhá, từ nay trở đi nhá, Đức Ốc, Thắng Dơ là sếp của ông. Sao? Ai là sếp? Sao? Không phục à? Không. Không phục thì bắt trộm đi. Bắt trộm đi rồi mà còn phục chứ. Đức Ốc, Thắng Dơ. Cái gì? Tôi, sếp, Thắng Dơ. Sếp Đức Ốc. Vâng, sếp Thắng Dơ, sếp Đức Ốc. Ai mới ra kéo không? Linh.
Ai mèo? Ê, dạ làm việc. Ai mà dẹo kéo đi? Đứng lại làm cái gì? Kiểm tra an ninh cái gì? Anh cứ bình tĩnh. Dạo này tình hình an ninh ở đây rất là phức tạp. Thế nên là chúng tôi chỉ kiểm tra một chút thôi. Không có gì thì lại mời anh đi. Không được. Xếp đằng sau, túi đằng sau này. Túi đằng sau. Ôi giời, thằng này là thằng Lâm Tiếp Tắm. Nó chuyên mải dao kéo ở thôn bên kia. Ngày nào nó chả đi qua đây mà. Thôi cho nó đi đi. Đi. Đúng rồi. Bạn đây. Này giờ kia. Đi nhanh lên, bắt vào bây giờ. Đi nhanh lên. Dạ sao anh? Ai mai dao kéo đi. Ai mai dao kéo nào. Dao kéo đi. Ai mai dao kéo nào. Ai mai dao kéo đi. Thằng ca bây giờ làm thế nào ạ? Lục tiền nó ra. Lấy hết tiền ạ. Này, hai thằng mày làm gì đấy? Ôi trời ơi. Lần này à? Hai chúng mày chết phải không? Gẹo. Ra. Mày có tiền bỏ hết ra đây. Từ sáng giờ em có làm được cái gì đâu mà có tiền. Để cái gì đấy? Túi đồ của khách đặt cho em để em mang về em làm. Nếu mà cái cướp thì đợi em 30 phút nữa để em trả hàng cho khách. Rồi em lấy được tiền thì em để lại cho cái cướp ạ. À. Mày nghĩ tao ngu à? Hàng tao cũng lấy. Hai thằng kia vào lấy hàng. Để em. Em xin anh. Dạ em xin anh ạ. Dạ. Tiền tin không phải tao cắt cổ em. Dạ em xin anh ạ. Em xin anh ạ. Hàng cũng lấy ra. Nhanh. Dạ nhưng anh cứ dí thế này em sợ. Được chưa? Được rồi ạ. À. Đấy. Ôi, anh lại đứng xa ra, anh đứng thế này thì em làm đấy là được sao? Được chưa? Được rồi anh. Nhanh. Đây mở hàng của khách mà các anh không tin. Đây các anh ngủ đi. Trời ơi. Các anh ơi. Bây giờ anh bảo cướp này sao không cướp à? Cướp này là các anh lại chế ít. Nếu các anh chế ít thì em đã bảo hàng của khách gửi đây này mà có gì mà ít. Chị Tô kìa. Kìa chị Tô. Con có việc gì vậy các anh? Đề nghị hai cô dừng lại, xuống xe xuất trình giấy tờ. Làm sao mà phải xuất trình giấy tờ ạ? Mọi người vào làng đều phải xuất trình giấy tờ kiểm tra. Mà nhất là sinh như các cô là càng phải kiểm tra kỹ hơn. Hai cô vào làng gặp ai? Dạ, anh ơi em vào làng để gặp anh Cường Đinh ạ. À, vào gặp bác Cường Đinh gì? Dạ đúng rồi. Thế cho người ta vào. Này, cấm nhá. Bảo chuyến bà mà biết, bà mong chết. Gặp Cường Đinh có việc gì? Dạ anh ơi, em vào gặp anh Cường Đinh để em mang mẫu sản phẩm của Latinity cho anh ý ạ. Ủa? Dạ, đúng rồi, bọn em đến gặp anh Cường Đinh để bàn về mở cửa hàng của Latinity đấy ạ. Hả? Này, cái Latinity nó là cái gì đấy? Anh ơi, Latinity chính là một trong những hãng mỹ phẩm Việt nổi tiếng đấy ạ. Anh ơi, anh mà muốn mở cửa hàng ấy thì anh cứ gặp em. Ui. Anh chỉ cần có mặt bằng thôi là mọi cái cứ để Latinity bọn em đâu. Thảo nào! Lão Cường Đinh lão bảo chuẩn bị mở một cái cửa hàng mỹ phẩm mỹ phết gì đó. Đây. Này, anh tự giới thiệu với hai em, anh là Minh Cám. Cổ đông 80% với lão Cường Đinh. Anh bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị đấy. Thế thì còn gì. Này, không hết cái gì. Mở cửa cho người ta vào. Anh mời hai em. Anh mời hai em. Chào hai em nhé. Hôm qua đăng cái ảnh tự sướng 200 like. Ủa, thế á? Ừ. Kinh nhở. Báo cáo sếp phiến. Cái gì? Đồng chí Minh Cám có dấu hiệu thông đồng với bọn tội phạm ạ. Thế à? Thưa sếp, chỉ cần có ai xin nhẹ một phát là ông ấy cho luôn. À, Minh Cám đâu? Có em. Sao lại có lệnh xin cho đấy nhỉ? Bên đâu? Không có lệnh xin và cho đâu nhá. Mọi người xin vào nhà bác Cường Đinh. Cường thì cũng phải khám chứ. Tại sao lại thế? Này, bây giờ không có cái cơ chế xin cho đâu nhá. Mặc áo vào xem nào. Cường Đinh cũng phải được khám. Mặc áo vào xem thế nào. Sếp ơi, vừa in ạ. Mặc áo vào. Ôi ai để khám như thì dễ dàng nó xin cho. Thì người ta nói cho vào nhà ông Cường Đinh. Không ạ, mặc vào. Vừa in. Đề nghị sếp cho đọc lệnh bắt. Không cần đọc, bắt ngay. Có cái gì đấy? Này, để tôi trình bày đã. Không có bày vẽ gì cả. Bắt, nhốt. Sao,